Hiện tại bây giờ bên mình chỉ có Hello, 500 anh em. Hôm nay mình đến đây để nói với anh em ba thứ. Đầu tiên, đó chính là hãy đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, đó chính là chúng mình sẽ giveaway với mỗi 5.000 sub, tức là khoảng tầm 120.000, 125.000 chúng mình sẽ giveaway. Và bây giờ chúng ta đang là 119.000 rồi, nên là khoảng tầm 1.000 sub thôi là anh em có giveaway rồi, có quà không nhỏ đâu nhá. Và cái thứ ba, đó chính là cái con ROG Maximus 13 Hero này. Và đây chính là con main board thuộc dòng cao cấp nhất của Asus dành sử dụng chipset Z590, tức là nó hỗ trợ tốt nhất cho các cái CPU thế hệ 11 của Intel như 11900K này, 11700K sắp ra mắt này. Vạn quà mừng đón Xuân sang cùng Hà Nội Computer, mua hàng là nhận ngay lì xì. Mua trên 10 triệu tặng thêm một lốc Coca-Cola, mua trên 20 triệu tặng thêm một lốc Heineken, mua thêm 30 triệu sẽ được tặng ngay một thùng Coca-Cola, và đặc biệt mua trên 40 triệu sẽ được tặng ngay một thùng Heineken. Càng mua nhiều quà càng lớn. Chương trình áp dụng tại tất cả các showroom của Hà Nội Computer từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2021. Chúc mừng năm mới. Asus ý, dòng Maximus 13, họ có 3 cái sản phẩm, đó chính là dòng Maximus 13 Hero là con rẻ nhất. Tiếp theo là Maximus 13 Extreme và cuối cùng là Maximus 13 Classical, và nó là rẻ nhất thôi. Nhưng mà đây, đã có chữ Maximus rồi, không bao giờ nó là rẻ cả, tại vì nó là 15 triệu cho một con mainboard. Và anh em cần gì ở những con mainboard như thế này? Thì anh em cần đó chính là khả năng ép xung và cực kỳ nhiều đồ ăn chơi. Và một hộp ban đầu tiên thì con mainboard ở đây, thì mình sẽ để nó ra đã. Chúng ta quan tâm tới em này sau. Tiếp theo, một cái đĩa driver. Hãy download driver trên bằng Armory Crate hoặc là download trên trang chủ của Asus nhé. Cái đĩa này được một cái sách hướng dẫn vẫn rất là đầy đủ và đầy rất nhiều thứ trong này. Cái tiếp thứ ba đó chính là một cái thư gọi là chào mừng các bạn sử dụng các sản phẩm ROG. Và cái sơ cuối cùng đó chính là những cái sticker này, và nó có khá nhiều thứ để các bạn dán quạt này, dán pin C1 này, muốn dán lên đâu thì dán, mà mình không dán đâu cả. Về dây thì họ cho chúng ta đây là 4 dây SATA, rất nhiều dây SATA nhá, 4 dây SATA. Nhưng mà mình nghĩ là rất ít các bạn ở đây mà các bạn vẫn dùng cái 4 dây SATA đâu. Cho chúng ta đây là một cái dây nối dài cộng RGB. Thì các bạn mà bị dây RGB bị ngắn ấy thì các bạn thì dùng cái dây này. Tiếp theo đây là cái cầu đây, giá đỡ cạc màn hình, thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem một tí. Giá đỡ cạc nhá. Thì các bạn gắn vào máy thì các bạn dùng cái này, các bạn đẩy lên đây, các bạn đẩy cả cái chống đỡ sệ đây. Asus lúc nào cũng cho chúng ta mấy cái đồ như thế này rất là hay. Rồi tiếp theo đây là một cái anten wifi 6e, tức là nhanh hơn cả wifi 6, và tí nữa mình sẽ nói ở trên con mainboard này. Chúng ta có một cái, đây là cái gì, móc chìa khóa chắc vậy của Asus. Chúng ta có một cái cổng này mình rất là thích nhá, tại vì cổng này họ giúp chúng ta là cắm những cái cổng front panel dễ dàng hơn ở main rất là nhiều. Bây giờ Asus cũng đã có rồi. Và đây là cổng sinh dành cho hình như là cọc xe, tức các bạn đã cắm cọc xe link vào đây để đồng bộ được với mainboard hình như vậy. Và cuối cùng đó chính là ốc của SATA. Đấy, bộ phụ kiện của con ROG, một con mainboard 15 triệu chúng ta có những phụ kiện như thế. Nhưng mà cái anh em mua thì chắc là không phải là vì cái phụ kiện đâu, mà là vì con mainboard này nhìn thấy là hầm hố rồi nhá. Và Asus năm nay thì họ vẫn lúc nào cũng vẫn giữ tên dòng Maximus của mình là Hero, Extreme, rồi đến là dòng cao hơn là Extreme Classical. Và năm nay thì so với con 12 Maximus ý, Hero thì năm nay nhìn có vẻ hầm hố hơn, và Asus họ không bị gọi là lạm dụng quá những cái đường chéo này. Bây giờ họ đã kết hợp, mình nhìn thấy là nó yên ổn hơn khá là nhiều. Và ngoài ra tấm phần mạ này họ dùng cái lớp logo ROG rất là bóng bẩy. Các bạn xoay gần được không? Đấy, mình xoay gần được luôn, rất là đẹp. Và nhìn trong mainboard này thì những cái điểm cải tiến của nó so với cả con Maximus 12, tức là những điểm mà các bạn bỏ thêm vài triệu đồng để mua nó ấy, thì bao gồm chúng ta có dàn điện vẫn là 14 cộng 2 phase thôi, nhưng năm nay Asus đã trang bị chúng ta đó chính là 14 cộng 2 phase 90A, tức là năm ngoái là 14 cộng 2 phase 60A, tức là các bạn cao hơn 50% so với năm ngoái. Đây là cái đầu tiên, các bạn có khả năng OC CPU tốt hơn. Đấy, cái thứ hai đó chính là năm nay Asus đã trang bị chúng ta đó chính là PCI Express 4.0, nhưng mà các bạn chỉ chạy được 4.0 khi mà các bạn chạy với cả những CPU đầu 11 của Intel, tức là 11900K, 11700K, 11600K, và về sau đấy có thể là 11900, 11700 tầm đó. Chứ các bạn không thể chạy được 4.0 nếu các bạn gắn những con CPU 11900K như của mình này.
Nên là các bạn nào mua bên này, các bạn nên chuẩn bị dần nâng cấp lên cái dòng đầu 11 là vừa. Và họ cho chúng ta đó chính là một cái khe NVMe ở đây. Đây là trên này, trong này là một khe NVMe 4.PCIe 4.0, tốc độ X4. Tức là cái tốc độ đọc của nó nhanh, nó là mình không nhầm tầm gần 6GB một giây. Và mình không biết là bao nhiêu bạn ở đây dùng những cái băng thông như thế, khi mà cái băng thông 3.5GB của những cái con mainboard hiện tại đã là rất là thừa thãi rồi. Rồi, đấy là về phần công nghệ trang bị ở trên này. Và ngoài ra chúng ta sẽ có những đồ ăn chơi. Đầu tiên đó chính là năm nay thì cái chân cắm nguồn, hai chân 8 pin cắm đầu cho CPU được mạ thép và bên trong nhìn rất là chắc chắn. Em yên tâm là rút không bay cái chân ra đâu. Và cái thứ hai đó chính là việc ASUS họ trang bị chúng ta, đó chính là module Wi-Fi 6E, tức là xịn hơn cả Wi-Fi 6. Bình thường dùng Wi-Fi 6 ở nhà đó là cực kỳ nhanh, cực kỳ khỏe rồi. Wi-Fi 6E mà mình không biết là nó khỏe đến mức nào nữa. Và chắc là chúng ta sẽ có một cái bài test mà ra ngoài đường xem thử bắt được Wi-Fi trong nhà không. Và ngoài ra trong cuối cùng thì chúng ta có hai cổng Type-C hỗ trợ xuất hình Thunderbolt. Và hai cổng này đều xuất được hình nhá. Rất là thoải, rất là ngon, và các bạn có thể mình không biết là tại sao các bạn mua một con mainboard xịn 15 triệu như này, các bạn cắm một con CPU cực xịn mà các bạn lại còn xuất hình một cổng onboard. Chúng ta xuất hình một cặp màn hình chứ. Nhưng mà dù gì ASUS vẫn cho chúng ta những cái đồ như thế. Và các bạn sẽ có, mình không nhận là 4 khe NVMe ở trên này, và mình cũng không biết là dùng đến khi nào hết được 4 khe. Nhưng mà ASUS luôn là vậy. Trên những cái dòng cao cấp nhất của ROG, họ luôn luôn cho chúng ta đó chính là tất cả những cái đồ ăn chơi công nghệ cực kỳ đỉnh cao. Và mình vừa đếm ở đây chúng ta có 3 khe cắm cổng đèn led cầu vồng ở đây, 1 2 3. Năm ngoái có 2 thôi, năm nay có 3, thì có nghĩa là anh em cắm được nhiều thứ RGB hơn ở trên này. Cắt nút power start. Và nhìn chung đấy là những cái điểm cải tiến mới của dòng ASUS ROG Maximus 13 Hero. Và bây giờ mình sẽ cắm thử vào mainboard vào trong cái bên này để xem nó sáng là như thế nào. Tại vì nghe nói năm nay thì đèn led nó sáng nó cũng đẹp hơn so với năm ngoái. Mình thì mình rất hy vọng là năm nay mình sẽ có con CPU 11900K sớm để chúng ta có thể là trên tay và chúng ta ép xung thử với con mainboard này ra em như thế nào. Và ngoài ra mình cũng có một cái đồ rất hay tí nữa mình sẽ nói, đó chính là cái việc mà làm CPU xuống dưới 0 độ C. Nhưng hơi buồn là con main này thì chưa hỗ trợ, chúng ta mới chỉ chạy dòng Maximus 12 thôi. Hy vọng các bạn sau update firmware lên thì chúng ta có thể chạy được. Có mấy cổng cắm RGB đây nó nhiều hơn này, thì các bạn cắm được nhiều thứ. Đấy, thì nó sẽ loẹt loẹt, các bạn có 3 chỗ cắm rất thoải mái. Và đây mình sẽ dựng nó lên cho các bạn thấy một cách thoải mái hơn. Tức là chúng ta sẽ có cái đèn LED ở cái chỗ logo RGB này. LED rất đều và rất đẹp, luôn luôn là truyền thống của ASUS rồi. Chúng ta có một giải LED đây, đây là một giải LED để giá rất là cao trên chiếc ROG Maximus 13 này. Khi mà nó không bị chiếu thẳng vào mặt người dùng như là những cái phiên bản trước, mà họ đã làm chìm bên trong, nhìn rất là đẹp. Và hiện tại bây giờ bên mình chỉ có đó chính là một con mainboard thôi, và mình cũng chưa có những cái gì gọi là đủ những con CPU 11900K. Hay là ở đây mình có một cái đây hay, đó là bộ tản Cooler Master Sub-Zero. Tức là cái này sẽ làm cho CPU của các bạn xuống dưới 0 độ C. Nhưng mà hiện tại mainboard này chưa hỗ trợ, và hiện tại mình chỉ dùng nó cho trên các mainboard Maximus 12 thôi. Thời gian tới thì khi Cooler Master hay Intel update cái firmware thì chúng ta có thể dùng trên những các mainboard xịn như thế này. Và vừa rồi mình cũng đã vừa khui hộp và cho các bạn xem thử đèn LED của chiếc ROG Maximus 13 Hero. Và thời gian tới mình cũng sẽ unbox thêm những sản phẩm khác thuộc dòng Z590 để các bạn có thể xem là năm nay chúng ta có gì khác so với năm ngoái. Và giá sản phẩm này hiện tại đang là 15 triệu. Còn cái thời điểm mà các bạn xem có thể nó tăng hoặc nó giảm thì tùy thuộc vấn đề của nó. Và khuyến cáo của mình đó chính là các bạn hãy mua CPU, đợi CPU thế hệ 11 để cắm vào những mainboard như thế này. Và clip chúng ta đến đây là hết rồi. Nhưng mà mình có hai điểm muốn nhắc các bạn, đó chính là đầu tiên đeo khẩu trang ra. Đeo khẩu trang. Và thứ hai đó chính là chúng mình sẽ giveaway với mỗi 5.000 sub khi mà sub ra lượt và đăng ký thứ 120.000, tức là 1.000 nữa thôi, chúng ta sẽ có được giveaway và quà không hề nhỏ đâu. Bây giờ xin chào các bạn, mình đeo khẩu trang đây. Bye.